Dạ rồi quý vị, với hôm nay thì thời tiết không được tốt mà các chị tiểu thương vẫn bán á, cho nên rất mong quý vị sẽ ngồi lại đây và nhớ ủng hộ ăn uống, ủng hộ cho các chị tiểu thương tại chợ Đầm Sen Que tụi quý vị nha. Đó, trời mưa ai cũng khổ, quý vị, tụi em cũng khổ lắm quý vị, cho nên rất mong quý vị sẽ đến đây rồi chúng ta vui chơi giải trí và ủng hộ cho chương trình Lô Tô của Hương Nam. Cho dù khán giả đến bao nhiêu thì tụi em vẫn sẽ lên đèn phục vụ cho tất cả quý vị đó, cho nên là sau này sân khấu của Đầm Sen Que sẽ không có những ngày ốp thưa quý vị, và tụi em sẽ biểu diễn liên tục để phục vụ cho tất cả quý vị. Vì cách đây mấy bữa đó là đêm chủ nhật thì trời mưa rất là lớn quý vị, và tụi em phải ốp đêm đó. Tuy nhiên là đêm đó có rất nhiều những vị khán giả từ xa, có nhiều khán giả từ ở Vũng Tàu mà phải đi xe lên đây rơi vào ngày chủ nhật xem chương trình đặc biệt. Tuy nhiên là thời tiết không tốt thì tụi em phải dừng biểu diễn đêm đó, thì rất là cáo lỗi với quý vị khán giả, thì để khắc phục và cũng như là tạo điều kiện thuận lợi đến cho quý vị khán giả hơn, thì tất cả những đêm diễn sau, cho dù thời tiết có như thế nào thì cả lát Lô Tô Hương Nam vẫn sẽ lên đèn để phục vụ cho tất cả quý vị. Khi quý vị đã dành thời gian ra, đã tốn công sức đến đây rồi thì phải coi, phải gặp gỡ được những chú BD thưa quý vị. Dạ đúng rồi quý vị, như Su đã nói, đêm chủ nhật thì quý vị khán giả mình, có một số quý vị khán giả mình từ xa đến đây, nhưng mà vì thời tiết mưa rất là to cho nên là đoàn ốp, cho nên là chúng em mới ngồi lại để bàn với nhau là bắt đầu từ hôm nay trở đi, cho dù mưa gió như thế nào thì cái hát Lô Tô chúng em không ốp ngày nào quý vị nha. Cho nên là quý vị khán giả mình hãy an tâm đến với cái hát Lô Tô Hương Nam quý vị. Dạ, các thành viên của Hương Nam cũng đồng lòng lắm quý vị. Nếu mà đêm nào mà trời mưa quá đó, khán giả mà thưa thớt quá đó, sẽ quyết định không lấy lương, mà tụi em sẽ quyết định đó là lấy quý vị đó. Cho nên quý vị tới đây, tụi em có những chỗ ăn ngủ ở lại cho quý vị luôn. Đó, trời mưa mà chơi BD nó ấm đã lắm, nó ấm hiểm hả thiệt. Nó đã mà chơi nhiều khi chơi một hai lần là còn đỡ nha, chơi tới lần thứ ba là ghiền luôn. Giống như hồi đó em chơi có 3 lần mà giờ chơi tới nay là 18 năm rồi quý vị, chưa bao giờ bỏ được. Mấy lần mà em định em nghĩ trong đầu thôi, em nói là ngày mai em nghỉ chơi BD, trời ơi bữa đó nó hành em nhức mình nhức mẩy quá trời quá đất luôn, làm như tổ BD biết hay sao á, hành em đau xương, đau lưng nhức khớp. Bởi vì em nói em chơi BD lại cái em phẻ re luôn vậy đó. Bởi vì mấy chị nằm hay bị đau lưng, à không, mấy anh trai thôi nha, mấy chị gái tuyệt đối đừng chơi BD với tụi em nha, tụi em sợ nha. Mấy chị hãy khuyến khích các anh trai chơi thôi nha. Đó, mấy anh trai nào mà hay bị đau lưng mà nhức khớp, đau đầu gối đâu đó, mình chơi BD đi, mình khỏe lắm thiệt, nó như là ăn nhân sâm vậy đó, nó phẻ dễ sợ phẻ vậy đó. Rồi chị lên thẳng trên đây luôn, cho vị trí ngồi đẹp, ngồi sát ở đây là thấy nọng của em liền, thấy râu em luôn. Rồi